quý vị và các bạn, theo khảo sát của Autobuy tại nhiều đại lý ô tô Honda trên toàn quốc, giá Honda CR-V giảm từ 20 đến 45 triệu đồng tiền mặt tùy phiên bản và khu vực, chưa kể còn được tặng thêm từ 40 đến 70 triệu đồng tiền phụ kiện. Đại diện bán hàng của một đại lý Honda ô tô phía Bắc cho biết, Honda CR-V đang được giảm mạnh ở cả 3 phiên bản. Cụ thể, cả 3 phiên bản của CR-V đều giảm 40 đến 45 triệu đồng tiền mặt, thậm chí bản 1.5e còn có thể giảm tối đa 50 triệu đồng tiền mặt. Trong trường hợp khách hàng nhận mức giảm giá 35 triệu tiền mặt thì sẽ được tặng thêm gói phụ kiện trị giá 70 triệu đồng từ đại lý. Trong khi đó, tại thị trường phía Nam, một đại lý cho biết mức ưu đãi dù thấp hơn phía Bắc nhưng cũng khá hấp dẫn với khách hàng mua xe Honda CR-V. Theo đó, khi mua Honda CR-V, khách hàng sẽ được giảm từ 20 đến 25 triệu tiền mặt, trong đó phiên bản E được giảm cao nhất 25 triệu đồng. Với khách hàng không nhận ưu đãi về tiền mặt sẽ được áp dụng chương trình quà tặng 40 triệu đồng phụ kiện. Như vậy có thể thấy, việc giảm giá có sự chênh lệch giữa hai miền, trong đó miền Bắc có mức giảm giá gấp đôi miền Nam tại thời điểm này. Sự giảm giá của Honda CR-V đang diễn ra vào mùa thấp điểm nhất trong năm. Đặc biệt những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm tới hiện tượng lỗi chân phanh và ga tự động. Cụ thể, nhiều khách hàng sử dụng mẫu xe Honda CR-V 2019 trên cả nước phản ánh gặp lỗi ở chế độ ga tự động Cruise Control và chạy tốc độ 70 đến 90 km/h, màn hình hiển thị thông báo đỏ và check system. Đặc biệt khi đó, phanh chân gần như mất trợ lực và rất nặng, gây hoang mang lo lắng và ảnh hưởng tới an toàn của người ngồi trên xe. Tuy nhiên mới đây, Honda Việt Nam đã chính thức ra thông báo phản hồi về sự việc này. Theo ông Keisuke Tsujuno, Tổng Giám đốc Honda Việt Nam, tính đến ngày 11 tháng 6, đơn vị này đã nhận 6 thông tin phản ánh của khách hàng liên quan đến hiện tượng trên. Theo đó, kết quả kiểm tra của 6 xe được phản ánh cho thấy cảm biến vấn đề bất thường đối với hệ thống trợ lực phanh đã hoạt động do thay đổi chu trình của bàn đạp phanh phát sinh khi khách hàng đặt nhẹ chân lên bàn đạp liên tục lúc đang lái xe. Khi cảm biến vấn đề bất thường với hệ thống trợ lực phanh hoạt động, hệ thống trợ lực phanh sẽ chuyển đổi sang một hệ thống thay thế nhằm đảm bảo an toàn. Ông Keisuke Tsujuno cho rằng hiện tượng xảy ra trên 6 trường hợp này không phải lỗi chất lượng và cho biết Honda đã cài đặt lại phần mềm ECU cho 6 xe CR-V ở trên để tránh tái diễn cảm giác không thoải mái khi đạp phanh. Từ 6 trường hợp nêu trên, liên doanh này cũng khuyến cáo khách hàng không nên đặt nhẹ chân lên bàn đạp phanh liên tục trong quá trình lái xe. Đồng thời, nếu gặp hiện tượng trên, để tránh cảm giác không thoải mái khi đạp phanh, Honda khuyến cáo khách hàng có thể mang xe đến đại lý ô tô Honda gần nhất để được cài đặt lại phần mềm ECU. Trước lý giải của Honda, đại đa số ý kiến người dùng đều chưa thỏa mãn khi phanh bó cứng không đạp được nhưng vẫn nói là hệ thống phanh vẫn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn luật Việt Nam. Hiện tại, trước xôn xao của dư luận, Honda Việt Nam vẫn chưa có thêm phản hồi mới. Đi cùng với nhu cầu thường giảm mạnh trong các tháng 7 và tháng 8 dương lịch hàng năm, giá Honda CR-V có thể sẽ còn biến động mạnh trong thời gian tới.